Theo một số nghiên cứu khoa học, cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư gan, nguy cơ ung thư ruột kết, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 và thậm chí là đột quỵ. Một nghiên cứu lớn được công bố vào năm 2022, xem xét dữ liệu từ hơn 171.000 người, phát hiện ra rằng những người uống từ 1 tách rưỡi đến 3 tách cà phê mỗi ngày giảm 30% nguy cơ tử vong so với những người không uống cà phê. Mặc dù bản thân caffeine có những lợi ích bao gồm cải thiện chức năng tinh thần và trí nhớ, nhưng phần lớn lợi ích sức khỏe của loại thức uống này đến từ các hợp chất gọi là polyphenol có trong hạt cà phê. Polyphenol đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ sức khỏe não và tiêu hóa, đồng thời giúp bảo vệ chống lại bệnh tim, đái tháo đường và một số bệnh ung thư. Cà phê rang làm đậm đà hương vị, nhưng nhiệt cũng phá vỡ các hợp chất có lợi cho sức khỏe như chất chống oxy hóa và polyphenol. Vì vậy, rang nhẹ có xu hướng giữ được nhiều chất chống oxy hóa hơn. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 năm 2017 trên tạp chí Thực phẩm Thuốc, cà phê rang nhẹ cũng chứa nồng độ axit chlorogen cao hơn, một hợp chất có trong cà phê đã được chứng minh là giúp bảo vệ cơ thể, chống lại chứng viêm và tổn thương tế bào. Sau khi chọn được những hạt cà phê ngon nhất, bước tiếp theo là xay. Những người yêu thích cà phê cho biết bạn sẽ có được hương vị ngon nhất khi xay cà phê ngay trước khi pha. Vì nếu để hạt cà phê tiếp xúc với không khí sẽ gây ra quá trình oxy hóa, làm giảm hương vị theo thời gian. Khi pha cà phê, mục tiêu là chiết xuất nhiều polyphenol nhất và xay càng mịn thì sẽ nhận được càng nhiều polyphenol. Điều này có nghĩa là cà phê espresso đòi hỏi hạt cà phê được xay rất mịn là một trong những lựa chọn lành mạnh nhất. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 4 năm 2020 trên tạp chí Tim mạch Dự phòng châu Âu, cà phê pha phin nhỏ giọt có thể mang lại lợi ích cho tim mạch. Khi kiểm tra dữ liệu của hơn 46.300 người trong khoảng thời gian 20 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người uống cà phê phin có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn những người uống cà phê không lọc và những người không uống cà phê. Yếu tố cuối cùng trong việc pha một tách cà phê tốt cho sức khỏe là nhiệt độ nước, lý tưởng nhất là từ 90 cho đến 100 độ C để chiết xuất tối ưu. Nên đợi 30 giây sau khi nước sôi rồi mới đổ vào cốc để có mức nhiệt độ hoàn hảo. Đối với cà phê pha lạnh, bã cà phê thường được ngâm ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ, dẫn đến quá trình chiết xuất chậm hơn. Một tách cà phê ủ lạnh có chứa khoảng 80% hợp chất lành mạnh so với cà phê truyền thống. Quy trình sản xuất chậm hơn của cà phê lạnh có xu hướng làm dịu độ axit và vị đắng của cà phê. Điều đó có nghĩa là có thể không cần thêm sữa, kem hoặc đường để thưởng thức. Cà phê lạnh cũng để được lâu hơn. Nếu muốn giải nhiệt mà không làm mất đi bất kỳ polyphenol nào trong cốc, có thể thử cà phê pha đá, được pha bằng cách truyền thống. Ngoài ra còn có một phương pháp của Nhật Bản được gọi là pha nhanh. Trong đó, cà phê nóng đậm đặc được đổ trực tiếp vào đá. Bởi vì hầu hết quá trình chiết xuất diễn ra trong vài lần đổ nước nóng đầu tiên, những phương pháp này có xu hướng giữ lại hầu hết các hợp chất có lợi cho sức khỏe, nhưng vẫn mát và sảng khoái trong ngày hè nắng nóng. Nếu không phải là người đam mê cà phê, có thể sử dụng cà phê hòa tan. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 7 năm 2017 trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Thực phẩm cho thấy cà phê hòa tan mang lại nồng độ chất chống oxy hóa cao nhất so với cà phê espresso và cà phê phin. Cách uống cà phê lành mạnh nhất là cà phê đen chất lượng cao và không cần phải thêm bất cứ thứ gì. Nếu thêm đường, sữa hoặc chất béo vào đồ uống, điều đó sẽ không có lợi cho sức khỏe. Tách cà phê tốt cho sức khỏe nhất là loại sử dụng hạt cà phê được rang nhẹ, xay mịn, lọc, pha với nước nóng và uống không cho thêm bất cứ thứ gì.